rớt rồi chết rồi em ơi. Má phà nó khó quá. Tôi nhớ hôm đó là ngày 1 tháng 1 năm 2022 trong chuyến tour từ Nha Trang đi Phú Yên. Tôi không bao giờ quên được giây phút đó. Tôi không bao giờ quên được ngày hôm đó. Nếu như tôi không may mắn thì chắc bây giờ tôi không còn ngồi ở đây để kể cho các bạn nghe về câu chuyện này. Má, em thấy góc hẹp đó quá rồi mà. Em vừa có quay ra sau lại thấy anh bé rồi. Con ráng con vượt qua cho nó xong rồi. Thấy ở đằng sau. Tới đây nó ra nè. Má hình ghê không? Rớt rồi chết rồi em ơi. Má phà nó khó quá. Giò có gì rồi thuốc phải cho thấy đi. Đây là cảnh sát bên này, vô đi. Đau không? Đau không? Không sao không sao. Em thấy góc đó hẹp mà thấy anh té nữa rồi tôi chết mẹ xong rồi. Vừa mới quay ra sau là thấy anh là rồi mới kêu Lập quay lại lưng. Cái cam cái sao không? Cái cam sao? Đủ. Ok. Sao thế? Ổng đang mất hồn. Lúc đó là ở phía ngoài á, là cái xe lớn đó. Ông chú này ông đậu rồi nè, đậu cái đường này nè, nó đậu giống như xe này nãy nè. Đó rồi ông đứng đây, khi mà anh tới á, anh không thể nào anh lấy ra ngoài được, anh lấy ra ngoài là xe tải nó tốc độ thì quá ngót rồi đó. Anh mới cố gắng anh thắng thì anh thắng tháng sau anh rạ tháng trước thì cái xe nói chung là nó không có hẳn được hết à, mới đầu nó giặt nó nẻo luôn. Nói chung cái tháng trước hơi cái tháng trước thì hơi bớt, nhưng mà cái pha đó mà không thắng là tao con chú này à. Cái pha đó không thắng là tao con chú này được, con chú này qua luôn. Em vừa qua em cũng nghĩ là chắc anh qua cái pha này vừa lên em gặp cái này là em thấy nghi nghi rồi, mà anh đi theo luôn là khó xử lắm. Nói chung là bây giờ anh tặng một cái tin của anh này cái tao không, cái chân thì đi chạy không sao. Tại em biết rồi, cái khúc đó là em phải Lập là lên lẹ để qua cái xe đó nó. Tại ông chú này ông đậu ngay đây nè, không thể nào ông ra ngoài được. Ờ. Cái đường quá hẹp, cái xe lớn nó chạy một cái là hết đường rồi. Đúng rồi. Lắp ra ngoài lên cái xe lớn thì nó nguy hiểm. Thì anh nó chạy trên đây cũng chết, mà lắp ra ngoài cũng chết, cho nên là anh cố gắng anh thắng, cái pha đó anh thắng lại. Nè. Trước anh là nó siết quá mà. Em quay ra sau á, em lên là em thòng ra lại liền, em quay ra sau là em vừa thấy anh sắp xuống á, là em kêu Lập hãm lại liền, quay lại liền. Bây giờ đủ. Đó
nói chung em chạy bệnh xá đây nè, em mua chanh chay rửa với một cái bó băng vết thương. Ok. Rất là ok mà. Bây giờ dắt xe vô, vô dắt vô này. Coi vô kiểm tra coi xe nó sao. Mấy cái đèn mới lắp luôn, chạy luôn. Chó. Để chạy vô trong này ngay trạm y tế luôn này. Ok anh em ha, thì hôm nay là một ngày không được may mắn với mình. Nói chung cái pha đó anh em xem lại thì anh em cũng thấy là không thể nào mà mình né được cái pha đó. Mình chưa có check camera lại kỹ, nhưng mà cái pha đó thật sự là mình không thể nào mà mình lấy ra và không thể nào để mà lấy vô. Trong khi đó cái tốc độ mình đang đi lúc đó là cũng gần 100 anh em. Nói chung bây giờ mình mới bình tĩnh, mình đứng lại, mình bật camera lên, mình quay cho anh em xem cái pha này ha. Thì cũng rất là may mắn là mình không có bị gì hết. Lúc đó mà có một chiếc xe đằng sau đang chạy ở tốc độ cao lên bá vô mình một cái thôi là coi như là mình bỏ mạng, hoặc là chấn thương rất là nặng ở đây luôn. Mình sẽ không bao giờ quên cái ngày này luôn. Nói chung là chắc là ông bà đỡ mình đó. Mình té rất là nặng nha anh em, té rất là mạnh xuống, đạp xuống đất rất là mạnh, nhưng mà mình không có sao hết. Cái chân mình thì mình mới băng bó lại nè, chạy cũng sơ sơ à, ngay đây thì chạy sơ sơ xíu, chân chạy sơ sơ, còn xe thì cũng không có bị gì. Mình vừa mới thay cái áo đó, xe mình thì chạy cái phần này, chạy trái đèn. Ok, thì bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục lên đường. Cái xe mình thì bây giờ nó gãy chỗ này rồi, chỗ này nó bị gãy rồi. Mình sẽ chạy từ từ, mình kiếm hãng xu mình vô mình thay nha anh em. Anh em ok không sao anh em ơi, mình vẫn còn ở đây. Bây giờ anh em mình cứ chạy bình thường thôi, không sao hết. Nói chung là cái chuyện này nó cũng đã qua rồi. Thì đây mình không xem là một cái chuyện xui rủi, mà mình xem là một cái chuyện may mắn để mà mình rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau này của mình. Là khi mà đường ướt thì mình phải tập trung mình chạy xe, và không thể nào mà mình chạy tốc độ nhanh ở trên đường ướt mà trong một cái con đường hẹp như thế này, xe tải đông như thế này. Thì cái tình huống đó anh em cũng thấy là hai cái cô chú đó đứng ở trong cái len xe máy, ở phía ngoài là một chiếc xe khá là to, xe tải, xe đầu kéo, thì mình không thể nào mình lấy ra được, mình phải lấy vô, mà lấy vô thì không có đủ khoảng trống để mà mình lòn qua. Cách cuối cùng là mình cố gắng mình thắng, thì tốc độ lúc đó cũng khá là cao cho nên mình không thể nào mình dồn số được, đường trơn lắm.
Mình thì mình không muốn tông vào hai cô chú đó, cho nên mình chọn cái cách là mình thắng, cố gắng thắng hết sức luôn. Mình thắng tháng sau, rà tháng trước thì nó không có hiệu quả. Mình cố gắng mình đạt tháng sau thì cái đít xe mình lúc đó nó sàn. Cái đít xe mình lúc đó nó sàn thì mình bóp tháng trước, mình bóp mạnh tháng trước, rồi bắt đầu cái xe mình nó bị trượt bánh trước và té xuống luôn. Nhưng mà đặc biệt là té xuống là mình té ra ngoài anh em, té ra ngoài luôn. Anh em cũng thấy là mình đi xe mình rất là tập trung, nhưng mà ở tình huống đó là thật sự là cái bản thân mình là không tập trung nè. Mình chạy là vừa chạy xe mà vừa nói chuyện, không có tập trung, cho nên cái pha đó thật sự là mình có một phần lỗi là mình không có hãm tốc độ. Thật sự là mình chạy lên phía trên mình mới thấy được hai cô chú nó đang đứng, khúc dưới kia là mình không có thấy. Mình mới đi tốc độ bình thường luôn. Wow. Hiện tại là mình đang đi cái tour từ Nha Trang đổ ra Phú Yên, thì mình gặp cái sự cố này anh em. Xe cộ thì không sao, có điều mình cảm thấy là rất là nguy hiểm luôn. Thôi, chuyện nó cũng đã qua rồi. Mình hy vọng anh em xem clip này sẽ rút kinh nghiệm cho những chuyến đi của anh em. Mình không muốn anh em cũng giống như mình ha. Những chuyến đi nó cho ta những trải nghiệm rất là thú vị, những cảm giác mà không thể nào mà mình có được khi mà mình ở nhà. Nhưng mà những chuyến đi là nó chứa đựng rất là nhiều rủi ro, sự cố, tai nạn. Ai cũng có thể gặp tai nạn nha anh em, chứ không phải là mình cứng là mình không gặp đâu. Chuyện nó ập tới thì nó ập tới thôi. Và ngay khúc đó là mình té đối diện đài tưởng niệm liệt sĩ, và cái bên là một cái trạm y tế luôn. Bây giờ anh em thấy là anh em mình hết dám chạy nhanh luôn rồi đó. Trên mấy cái đường quốc lộ này á, anh em vượt xe á thì mình đừng có vượt ở trong. Lý do tại sao mà không vượt ở trong, tại vì khi mà anh em vượt ở trong á, lỡ như có người ta đứng ở đây nè, nó giống vậy nè, mà người ta đậu cái xe ở trong đây nè, thì phía ngoài nó sẽ là cái xe lớn, phía trong nó sẽ là một cái chướng ngại vật, thì lúc đó mình hố á, mình bị hố á, là nguy hiểm lắm. Anh em để ý kiến hậu, vượt là vượt ở ngoài luôn. Mưa, chết mồ rồi, mưa rồi anh em ơi. Rồi xong phim luôn. Cái gì ghê vậy trời. Tai nạn anh em ơi. Wow, gió mạnh quá.